Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi xem video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ đến với những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Thông tin đầu tiên, siêu huấn luyện viên Á quân World Cup khen Văn Hậu gửi lời vàng ngọc tương lai chờ đón. Cựu huấn luyện viên UAE Bert van Merwijk đã dành những lời có cánh cho đoàn văn hậu và gửi lời vàng ngọc cho hậu vệ người Việt Nam đang thi đấu tại Hà Lan. Huấn luyện viên Bert van Mawick, người từng giúp Hà Lan giành ngôi Á quân tại World Cup 2010, đã có một thời gian dài làm việc tại châu Á, năm 2015 đến 2019, khi từng dẫn dắt UAE, Australia hay Ả Rập Xê Út. Ông từng nhiều lần chạm trán với những đội bóng Đông Nam Á trong khoảng thời gian này. Gần nhất, UAE dưới sự dẫn dắt của Bơ Van đã để thua liên tiếp trước Thái Lan và Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, và đó là một phần nguyên nhân khiến vị chiến lược gia 67 tuổi bị sa thải. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Bơ Van đã không ngần ngại mở lòng về bóng đá Đông Nam Á nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng. Tôi nhận thấy trình độ của Thái Lan và Malaysia đã có sự tiến bộ so với hai năm trước khi tôi còn dẫn dắt UAE. Đội tuyển Việt Nam cũng khiến tôi ấn tượng. Quang Hải sở hữu cái chân trái rất tuyệt, và có thể điều khiển quả bóng đi tới bất kỳ nơi nào trên sân. Một phẩm chất đáng quý khác của cậu ấy là sẵn sàng nhận trách nhiệm và gánh vác toàn đội. Tiến Linh cũng rất ấn tượng, cao to, mạnh mẽ và còn rất trẻ. Ông thầy người Hà Lan cũng dành những lời khen có cánh cho Văn Hậu. Chúng tôi đã biết Văn Hậu tiềm tàng sự nguy hiểm khi phân tích trước trận đấu, dù còn trẻ nhưng cầu thủ này có thể lực dồi dào, tốc độ tốt và luôn đảm bảo sự an toàn cho hành lang cánh trái. Tôi nghĩ UAE đã giải quyết được bài toán xuống biên trước đội tuyển Việt Nam, nhưng văn hậu quá khỏe, cao và xử lý bóng rất tốt. Cậu ấy mới 20 tuổi và vẫn còn phát triển hơn nữa. Hiện tại, Văn Hậu đang thi đấu cho Hirenven tại Hà Lan, quê hương của huấn luyện viên Bơ Van nên chiến lược gia 67 tuổi không ngần ngại gửi lời vàng ngọc cho cầu thủ này. Rất khó để Văn Hậu có thể thích nghi nhanh với môi trường bóng đá ở Hirenven. Anh ấy còn trẻ, lại một mình đến Hà Lan, vùng đất với văn hóa và triết lý bóng đá khác Việt Nam. Văn Hậu lại chưa giao tiếp được tiếng Hà Lan với những đồng đội trong phòng thay đồ. Trên sân tập và cả phong cách chơi bóng, mọi thứ đều hoàn toàn mới, vì vậy dễ hiểu cho những khó khăn mà Văn Hậu gặp phải. Bóng đá không chỉ là vấn đề nằm ở kỹ năng, Văn Hậu cần thích nghi nhanh với hoàn cảnh. Một khi cảm thấy ổn và quen được với môi trường mới, tôi tin Văn Hậu sẽ có nhiều cơ hội thi đấu. Xin được tiếp tục với một thông tin khác. Từ cú phản ứng với Chanathip mới thấy vũ khí bí mật của thầy Bắc nguy hiểm đến thế nào. Phát biểu của Chanathip rằng cầu thủ Việt Nam đá máu lửa vì thu nhập thấp khiến không ít người hâm mộ và cả cầu thủ Việt Nam nóng mặt. Liệu ngôi sao Thái Lan có nói sai? Đầu tiên, hẳn Chanathip Songkrasin nói sai tuyết bởi cầu thủ Việt Nam máu lửa nhất và góp phần cực kỳ quan trọng đưa U22 Việt Nam đến ngôi vô địch sea games 30 lại là Đoàn Văn Hậu. Mức lương của Văn Hậu chỉ gần gấp đôi Messi Thái, cầu thủ lĩnh mức lương cao nhất trong số các cầu thủ Thái Lan. Song thực ra Chanathip chưa hẳn là đá xéo cầu thủ Việt Nam mà phát ngôn của ngôi sao lớn nhất của bóng đá Thái Lan là dành cho các đồng đội của mình, những người lĩnh mức lương trung bình cao gần gấp 10 lần so với đồng nghiệp Việt Nam. Ấy vậy mà mỗi khi phải đối đầu với các cầu thủ Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo thì đều tim đập chân run. Chanathip cay Việt Nam là phải, bởi suốt hơn 2 năm trời qua dưới bàn tay dìu dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo bóng đá việt nam biến thái lan thành cái bóng mờ của quá khứ huy hoàng ngày nào khiến cả đông nam á phải khiếp sợ trước sức mạnh của binh đoàn rồng vàng mà ở đó thái lan cũng không phải là ngoại lệ đau đớn nhất là bóng đá việt nam càng lên thì thái lan lại càng xuống messi thái đã đúng một phần trong phát ngôn của mình khi nhìn rõ được tinh thần chiến đấu sự khát khao và kỷ luật chính là thứ vũ khí bí mật giúp bóng đá việt nam thống trị đông nam á nhưng còn phần thu nhập thấp thì lại cực kỳ khiên cưỡng có lẽ bởi chính ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Thái Lan hiện tại cũng không thể lý giải được sức mạnh ấy đến từ đâu, sau hàng thập kỷ bóng đá Việt Nam phải nằm dưới cái bóng của người Thái. Có đặt mình vào vị trí của Chanathip mới cảm nhận được sự cay đắng mà bóng đá Thái Lan phải chịu trong suốt hơn 2 năm qua. Tất cả những trận đấu mà đội tuyển quốc gia Thái Lan của Chanathip đối đầu với Việt Nam ở các giải đấu chính thức, họ đều có phần trội hơn về thực lực nhưng đều không thể chuyển hóa được thành chiến thắng, dẫu cho chưa phải chịu thất bại nào trên sân Thammasat nếu như pha kết thúc của Supachok ở phút bù giờ hiểm hóc hơn và thành bàn đội tuyển Thái Lan đã có được một trận thắng trên sân Mỹ Đình ở những phút cuối trận nếu Văn Hậu không điên rồ lao mặt đỡ bóng ngay sát vạch vôi sau cú sút của Narubadin thì có lẽ Chanathip giờ đã cùng các đồng đội chễm chệ trên ngôi đầu bảng g ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á thứ hai Mới đây trong bài phỏng vấn của mình, trợ lý ngôn ngữ của huấn luyện viên Park Hang-seo Lê Huy Khoa kể về phát biểu của nhà cầm quân người Hàn Quốc với các tuyển thủ Việt Nam mà ông chưa từng tiết lộ. Đích thân huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói như thế này với các học trò của mình. Các bạn thực sự là những chiến binh mà tôi và những huấn luyện viên người Hàn Quốc muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn kính với tinh thần của các bạn. Ông Lê Huy Khoa nhớ lại. Wow, nghe xong câu đó tôi hơi nghi ngờ. Tôi nghĩ việc gì phải dùng đến từ tôn kính? Dù chính xác tiếng Hàn mà ông Park nói là như vậy đấy, nhưng cũng trong tích tắc đó tôi hiểu rằng người nước ngoài mà người ta đã phát hiện ra trong bản thân người Việt có một sức mạnh tinh thần rất kinh khủng như vậy. Người nước ngoài người ta đã khai thác được sức mạnh nội tâm của người Việt như vậy thì chẳng cần băn khoăn nữa. Tôi dịch nguyên văn luôn. Thế mới thấy cái điều mà Chanathip Songkrasin đang đòi hỏi từ các đồng đội, điều mà không chỉ bóng đá Thái Lan mà cả bóng đá Trung Quốc đều đang thiếu nhất dẫu cho mức độ đãi ngộ cực cao, lại là thứ bóng đá Việt Nam chưa bao giờ thiếu. Và sức mạnh tinh thần ấy ngày càng được nhân lên và lan tỏa, đưa Việt Nam lên một tầm cao mới, không chỉ với đội tuyển quốc gia hay U23 mà là cả một nền bóng đá. Còn một điều nữa mà Chana Thip hiểu sai về bóng đá Việt Nam, thu nhập của các cầu thủ Việt Nam không hề thấp như Messi Thái hình dung. Văn Hậu là cầu thủ cá biệt, song số tiền lót tay lên đến 9 tỷ đồng cho 3 năm gia hạn hợp đồng của Văn Quyết. 27 tỷ đồng cho thủ môn Bùi Tiến Dũng cho thấy cả giá trị lẫn mức thu nhập của cầu thủ Việt Nam là không hề thấp. Một lứa cầu thủ tài năng, một giải vô địch quốc gia giàu sức cạnh tranh, một nền bóng đá lành mạnh với những cầu thủ tài năng nhận được mức thu nhập xứng đáng. Các đội tuyển đang đi đúng hướng với sức mạnh tinh thần to lớn cùng niềm cảm hứng đến từ đội ngũ huấn luyện đầy kinh nghiệm, tài năng và khả năng truyền cảm hứng đáng nể để kích hoạt được vũ khí bí mật nơi các cầu thủ. Bóng đá Việt Nam xứng đáng để Thái Lan phải nể phục và học hỏi. Chanathip Songkrasin có thể sốt ruột, ganh tị và kiêng dè bóng đá Việt Nam, nhưng để đánh bại được vũ khí bí mật của Việt Nam, Messi Thái cần nhiều hơn là những lời hô hào xuông từ huấn luyện viên Akira Nishino, rằng Thái Lan phải khiến cả Đông Nam Á phải theo sau mình. Bởi đơn giản ông thầy người Nhật còn lâu mới có được thứ vũ khí mà thầy Bắc đã khai thác thành công nơi mỏ vàng mang tên bóng đá Việt Nam. Chuyên gia châu Á, U23 Việt Nam có thể vào đến bán kết, vô địch sẽ là phần thưởng rất lớn. Bình luận viên Seth Bissai của Fox Sports châu Á đánh giá rất cao khả năng đi sâu của U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 sắp tới. Trong chia sẻ của mình với Dinh, chuyên gia bóng đá châu Á này nhận xét bóng đá Việt Nam đã có bước chuyển mình rất lớn từ sau chiến tích ở Thường Châu năm 2018. Và ngay lúc này, các đối thủ châu Á đều phải dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sự tôn trọng. Nói về U23 Việt Nam ở giải đấu cấp châu Á năm nay, chuyên gia này đánh giá, thách thức của thầy trò ông Park không phải là tái lập thành tích như hai năm trước hay giành chức vô địch mà là khai thác tối đa tiềm năng của lứa cầu thủ này. Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải nghĩ đến việc tạo ra nhóm cầu thủ đủ năng lực cạnh tranh với các thành viên trong đội tuyển quốc gia. Cũng theo bình luận viên Seppi Sai, điều quan trọng nhất ở giải trẻ như vòng chung kết U23 châu Á lần này là phải làm sao nâng cao trình độ của cầu thủ, giúp họ học được cách thi đấu ổn định và tiếp tục phát triển năng lực chơi bóng. Nói về khả năng của U23 Việt Nam ở giải đấu đầu năm 2020 này, chuyên gia châu Á nhận định điều quan trọng với U23 Việt Nam không phải là kết quả mà là tiếp tục phát triển cầu thủ. Tất cả đều mong U23 Việt Nam có thể tạo nên điều kỳ diệu như cách đây 2 năm. Tuy nhiên trong bóng đá trẻ, sự tiến bộ của cầu thủ mới đáng được ghi nhận. Nếu U23 Việt Nam tập trung vào việc phát triển cầu thủ, họ có thể vào tới bán kết, còn trong trường hợp vô địch, đó sẽ là phần thưởng rất lớn. Bên cạnh thành tích, ông Szepsi sai cũng cảnh báo bóng đá Việt Nam về sự quá tải của các cầu thủ trụ cột với việc sử dụng những cầu thủ mới, bởi như thế sẽ cho phép lứa cũ có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Ông cũng cho rằng U23 Việt Nam không nên chỉ dùng những quân bài quen thuộc ở mỗi giải đấu. Ví dụ như trường hợp của Quang Hải tại SEA Games 30. Việc thi đấu quá nhiều sẽ khiến đôi chân của cầu thủ trở nên mỏi mệt, thể lực bị suy giảm. Dù đánh giá hiện tại trình độ của các cầu thủ Việt Nam đang ở ngưỡng cao và có tương lai đầy tươi sáng, nhưng việc tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ lại là điều quan trọng hơn. Ví dụ như sự thiếu vắng của Văn Hậu, U23 Việt Nam nên gọi từ 2 đến 3 hậu vệ trái trong độ tuổi từ 18 đến 21 để chờ chám vào lỗ hổng đoàn Văn Hậu để lại. Trong bóng đá, người ta gọi là sự phát triển. Bên cạnh đó, thách thức lớn nhất với U23 Việt Nam chính là cả châu Á đều biết tiềm năng của bóng đá Việt Nam, điều hoàn toàn khác so với thời điểm bước vào giải đấu năm 2018. Áp lực cho các cầu thủ tại giải năm nay cũng cao hơn, do đó U23 Việt Nam giờ phải đối mặt với hai ngọn núi rất lớn để chinh phục. Đó là chưa kể, U23 Việt Nam còn chắc chắn phải nỗ lực để tái lập chiến tích như thế hệ đàn anh đã làm tại Thường Châu. Điều này khiến bóng đá trở thành môn thể thao thật sự thú vị. Một đội bóng phải đối mặt với những thử thách cao hơn mỗi ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.